Mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa. Ngày mới mình thân chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Hôm nay mình mời cả nhà cùng với hai mẹ con mình đi siêu thị và sau đó chúng ta đi chợ Mexico. Nhưng hôm nay đặc biệt nhất là mình đi siêu thị này rất là rẻ, có nhiều mặt hàng đẹp. Bây giờ mình mời cả nhà cùng đồng hành với hai mẹ con mình nha. Và một lát nữa mình đi qua chợ Mexico. Đó cái giỏ, đó một cái giỏ. Nào mình đi tham quan từ phía ngoài rồi đi vào trong. Có con tìm mua những đi mua đi. Mình hay mua hoa ở đây về để kết hợp lại chưng luôn. Nhiều loại hoa mình kết hợp là rất là đẹp. Lúc mà Tết á, mình hay mua hoa này nè, cái giờ mình cắm. Mình trang trí, mình mua cái rổ, cái mình ấp lại á, cái mình mua những vật liệu ở nơi đây nè. Về cái mình làm trang trí một cái Tết rất là đẹp. Vừa rẻ tiền mà vừa đẹp nữa cả nhà. Khu vực là bán thịt, các loại thịt. Tới mùa Giáng sinh hay là bất đề mình đều ghé lên đây mua thịt. Đây là khu vực
dụng cụ cho vườn, trang trí ở ngoài vườn á. Mời cả nhà cùng với mình đi tham quan một vòng. Đây là khu vực chuyên về bách đề, trang trí cho bách đề sinh nhật á. Đủ mẫu mà, đủ kiểu á. Nói tới tiệc sinh nhật thứ gì mình không cần đi đâu xa, mình đến đây là mua đầy đủ hết, vừa đẹp vừa rẻ. Đây là những nơi cái nơ để kết gói quà, nhiều mẫu mã rất là đẹp. Chỉ 1 đồng 25 một cái thôi nha. Lúc trước có 1 đồng mà bây giờ lên thêm 25 cent. Còn đây là gian hàng khuôn hình và những miếng lớp tường. Đây có nhiều khuôn rất là đẹp. Cũng rẻ, chỉ có 1 đồng 25 một cái thôi. Đây đồ để cắm nến. Đây là khu vực nước ngọt, có nhiều loại nước, nước tăng lực, nước ngọt có ga, nước trái cây và các loại chip, chỉ có 1 đồng 25 thôi. Còn đây là kẹo, gian hàng kẹo, bánh ngọt, cũng chỉ 1 đồng 25 một món. Các loại hộp quà mẫu mã rất là đẹp, cũng chỉ 1 đồng 25 một cái. Đây là gian hàng điện tử, có nhiều loại bóng đèn led, mình cũng thường mua ở đây, xài rất là bền, để trong phòng ngủ. Có loại bóng mình xài nay là 7 năm nữa, không hư á, mà không hao điện nữa, cũng chỉ đồng 25. Đây là hương thơm để cho xe, giá cũng đồng 25. Bông dành cho mấy con chó nè, đồ chơi cho mấy con chó. Tìm mua cái băng keo, cái keo dán sắt. Đây là gian hàng ly dĩa sành sứ, cũng có nhiều mẫu mã rất là đẹp. 1 đồng 25 một cái, nhưng mà đều rất nặng, nó hơi nặng, cho nên ít xài.
xoài là vậy. Các loại mẫu ly rất là đẹp. Đây là dụng cụ cho nhà bếp. Bông đũa chén, bát chân. Mỗi thứ chỉ có 1 đồng 25. Nên mình đi mua cái mút để rửa ly. Bây giờ bắt đầu mình đi qua bên chợ Mexico sát bên luôn cả nhà. Nè, mình đang đi nè. Qua chợ này mình tham quan một vòng nha. Hôm nay mình vô đây chỉ đi mua rau cải thôi, vì hôm nay là ngày ăn chay. Rồi bắt đầu chúng ta vào trong chợ. Đây là khu vực trưng bày hoa. Hôm nay có nhiều loại hoa rất là đẹp, cũng không mắc lắm. Chợ này là của người Mexico. Có nhiều rau tươi rất là ngon, giá rẻ bình dân. Bông cải vàng, bông cải tím nhìn rất là ngon nè cả nhà. Tươi mới luôn. Mình cũng mua một bông. Đây là nho, nho xanh trái to lại ngọt. Thỉnh thoảng mình cũng hay đi chợ này lắm, vì chợ này có bán nhiều ruộng nho ngon mà rẻ nữa. Khi nào mình đi siêu thị Wanola thì mình sẽ ghé qua bên chợ này. Mình xuống gian hàng này để mua chanh. Mua một bịch chanh vàng về cho mẹ em làm gỏi. Chanh xanh đồng 4 trái, xanh vàng đồng 2 trái. Đây này cả nhà, các loại rau đóng hộp rất là ngon. Nó cắt nhỏ sẵn vô bịch để cho mình ăn luôn á. Rồi hôm nay mình mua bịch rau này nè, rau ca lê. Luộc ăn ngon lắm. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi ra phía ngoài để xếp hàng tính tiền. Thì hôm nay mình chỉ mua rau thôi.
ra phía trước đó, là trưng bày rất là nhiều rượu. Cả nhà ơi, mình tính tiền xong rồi, bây giờ bắt đầu ra về. Video mình cũng khá dài rồi, xin tạm dừng nơi đây. Mình chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và hạnh phúc mỗi ngày. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà video sau. Bye.